Rồi bà con rất là bưng nghe đội Sĩ Minh Hải để biết những câu chuyện ở trên mạng xã hội. Hiện nay là rất là khổ, nhiều người cứ quen trên mạng xã hội là bị lừa này kia rất là nhiều. Nên như chị này chỉ bị lừa ở trên mạng xã hội, quen trên Facebook là bị đối tượng lừa lấy hết 5 chỉ vàng. Nên mọi người đừng cảnh giác cái gì trên mạng xã hội là lừa đảo hết rồi mọi người. Mọi người đừng cái gì mà trên mạng là mới đừng tin, tin 1% mà tin 1% thôi, 10% tin 1% thôi. Đến bây giờ chị này chỉ cần ở quê chỉ lên nhờ Đẹp Xuyên Hải cây đối tượng nằm trong hình. Bây giờ mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người. Bây giờ chị cho hỏi thăm là chị gặp tấm hình trên tay là ai đây? Tên Cam. Là tên gì? Tên Nguyễn Cam. Ờ rồi chờ, là đối tượng này là quen với chị sao? Anh với ảnh là trên mạng nói chuyện. Qua trên mạng nói chuyện không? Dạ. Qua trên mạng nói chuyện là quen bao lâu? Đúng năm ngoái. Qua năm ngoái rồi hẹn ra là nhà nghỉ là ngày mấy? Ngày 20. Hẹn ra nhà nghỉ là ngày 20 đúng không? Tháng mấy? 27 hả? 27. 27 rồi nhà nghỉ này ở đâu? Ở Càng Long ấy, Cây Cách. Ở Càng Long hả? Càng Long Cây Cách. Là tỉnh nào? Tỉnh Cây Cách. Ủa, tỉnh gì? Tỉnh Càng Long vậy đó. Ủa, tỉnh Trà Vinh hay tỉnh Vĩnh Long? Vĩnh Long á. Tỉnh Vĩnh Long phải không? Ừ. Ờ, chị nói cho rõ ràng này kia, tôi mới làm được, nói phải đàng hoàng. Thấy không? Bây giờ nếu tôi lúc không sướng chị không điện hợp sĩ Quỳnh Hải, Hợp Trung Hải đã nhịn. Nhịn là đúng là nay là 101 tuần 6 ngày 5 giờ 37 phút. Rất là đau khổ. Lúc không sướng điện hợp sĩ buồn ghê là buồn với chị em phụ nữ nè. Mình là đang nhịn đói, đói gần chết luôn. Không có đồ để ăn. Mà người ta dân hiến sẽ rất là nhiều. Dân hiến là rất là nhiều mọi người. Đó, mọi người hãy chia sẻ giùm ta. Mọi người hãy chia sẻ giùm à, nên bây giờ tôi rất là đau khổ. Rồi chị có báo công an chưa? Báo rồi. À, chị báo công an ở xã phường nào? Phường Vĩnh Long. Cái gì? Tránh Vĩnh Long với Càng Long gì? Ồ, chị nói là rõ, ta mới làm được, mới phân nó mới làm được. Vĩnh Long. Tỉnh Long hả? Dạ. Tỉnh Vĩnh Long. Rồi à, rồi công an có nhận đơn chưa? Anh mới làm đơn rồi. Công an nhận đơn rồi không? Dạ. Chị nói cho rõ sao phải làm chứ. Chị nói. Công an ở phường nào, xã nào chứ? Tỉnh nha. Trời ơi, có Càng Long. Trời ơi, tỉnh nào? Tỉnh Vĩnh Long biết rồi. Nhưng mà phường nào, xã nào, ở huyện nào? Tại vì em lên đây quê thì em chỗ này cái cách á. Ờ, đi biết không? Cậu này bắt đó, cậu này biết. Bắt đó, cậu này mới báo công an ở địa chỉ từ phường đó. Chứ chị nói không rõ sao tôi làm. Cái chuyện giống chim bay. Chị chết tôi sao biết được. Chị báo được không? Chị báo bằng phường xã nào? Phường xã Càng Long gì đó. Ủa có xã Càng Long, Vĩnh Long ta? Càng Long. Để đi bấm được rồi, xã gì? Càng Long. Xã hay phường? Xã phường gì đó. Bây giờ mình không biết ở cái tỉnh nào luôn. Anh hỏi cho đời. Trời đất ơi. Trời ơi. Phường nào? Càng Long hả? Chị biết hôm nay chị về đây đang ở tỉnh nào không? Em tại mất đâu. Ý là ở, chị đang ngồi ở đây là ở tỉnh nào chị biết không? Không luôn à? Thì em bảo ơi, Càng Long, Trà Vinh mà kỳ á. Thôi cái này chắc mình không giúp bà này được rồi. Chị này thông tin mập mờ lắm. Thấy đi, gọi điện mà chị đi về. Nè, để Càng Long nè. Càng Long nằm ở Trà Vinh mới chết. Nè. Trà Vinh á. Sao mà nói Vĩnh Long là Trà Vinh nè? Trà Vinh á. Lúc thì Vinh, lúc thì Long. Hôm nay chị về đây mà chị còn không biết là chị đang ngồi ở tỉnh nào nữa, thua luôn rồi. Đây này, cậu giúp hết mình, người dân đến đây cũng giúp, không bỏ ai một ngày. Nhưng mà bây giờ cái này nè, Ủy ban nhân dân huyện Càng Long. Nhưng mà chị nói, Vĩnh Long nói tùm lum đã. Chị nói gì mà tôi không hiểu luôn, bây giờ làm sao tôi giúp chị được. Bây giờ Càng Long, chị Vinh Càng Long đó chị ơi. Rất là đau khổ, thì tôi rất là đau, bây giờ biết sao rồi. Nè, bản đồ hoạch huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Huyện Càng Long là xã nào? Cái này là từ xã, phường, rồi đến huyện, đến thành phố, đến tỉnh. Thì tôi rất là sợ chị luôn. Thông cảm bà con, thông cảm, có điện thoại. Alo. Thu nào? Có chuyện gì không?
Em tắt máy cho em thì điện thoại của chị. Trời ơi chị ơi, là bơ chị ơi, cái gì trên app, cái gì trên app thì mạng xã hội là lừa đảo rồi chị ơi. Chị là bơ, chị cúp cho cô đừng có chơi ba cái đó nha chị. Chị ơi là bơ, chị là bơ, chị là bơ đừng tham phiền quá chị ơi. Chân gì hẹn hò hay gì? Bơ ơi lại hẹn hò cho công trần với hành công đi, nó lên hẹn hò cho chị nha. Chị muốn cách nó thương thì lên cách nó thương, chị lên đó đã lừa chị nghe. Chú bây giờ là kêu quay số rồi, rồi bắt đầu có phiền rồi nghe. Bà lên mạng, bà ảo quá, bà ơi, với bà này. Bây giờ nè, tôi nói chị nghe nè. Bây giờ ở đây có một người cũng bị lên mạng xã hội nè, rồi lên kết cái thương rồi, nó lừa hết 5 chỉ vàng rồi. Để chị thấy không? Chị ơi, thầy sĩ Quỳnh Hải đây kết nó thương nhiều quá, sao chị làm? Tôi rất là buồn với mấy chị phụ nữ thiệt á. Chị muốn ra đâu rồi, với bà ơi, bà đừng ảo tưởng trên mạng. Alo. Không phải ý là tôi nói nè, tôi thương, tôi la, tôi nói hay không, chứ phải là cô ấy hay không nè. Bây giờ chỉ muốn rảnh thì vô nhà bà, nhà chị, nhà cô một khu dân cư thị quỷ xếp bên chị Trung An đưa đây, cô chỉ giờ làm lại đi, không có đóng tiền nữa nghe, đóng hết vô kỳ rồi. Không chỉ chị chưa thôi không, không chịu mừng quá đâu, mắc chịu mừng nó vô đây cô chỉ giờ vô đây vô liền. Biết nhà cô mổ không? Lại nhà cô mổ đi, rồi lại nhà cô mổ đi. Không quay. Chị nào quay chừng nào người ta chừng nào quay mới cho quay, nhưng bà nói chị kỳ vậy. Đâu phải ai cũng ép quay, là bà nói chị kỳ bà nội. Bà nói cũng phải tôi nè, quay được quyền cho phép, người quay, hiểu không? Đừng cho phép bà nói chuyện đi, thôi bà nói chuyện kia đó, thôi bà đừng, bà biến được tôi đi. Bà mê trai, bà cãi bà. Mệt ghê, cho mấy bà đi. Nói chung là tôi nói rất đau khổ, đau lắm thiệt, nhiều người, phụ nữ, chị em phụ nữ nè. Cứ lên mạng, quen trai, quen này, quen kia, bị lừa đảo rồi kia. Rất là nhiều thiệt, ở đây là phải mình muốn quay là quay đâu. Được sự cho phép, mới quay chứ phải muốn quay là quay đâu. Quay là thưa kiện là tôi bị phạt ở tù sao. Nói chung mọi người cũng phải hiểu và biết, thấy không? Đâu phải là muốn ai cũng quay chuyện nào, cho quay, mới quay đâu, quay bậy bạ đâu. Đó, thì nói mọi người biết, mọi người gì thấy không? Đó, bây giờ chị này rất là khổ, giờ chị nói vậy cũng làm sao cô biết địa chỉ, biết sao cô biết. Đến đây quay thì cô biết, để cô làm thì cô bắt đối tượng đó. Cô mới đem báo công an địa phương lãnh đối tượng đó về, giao qua phường gần nhất, rồi để báo công an đó, lại đưa đối tượng đó về ngay chỗ mình. Địa chỉ đâu Càng Long này kia, chị phải nói cho hiểu. Bên hồi chị nói Vĩnh Long, Trà Vinh chị thôi. Chị cũng đâu có nhỏ tuổi đâu mà chị quên này bên kia. Con rất là đau khổ thiệt. Nhiều lúc con cũng buồn, để buồn cho chị phụ nữ. Cứ làm con đau khổ, ai không sướng đâu, cái con đây con đau khổ. Thiệt đau khổ, rất là đau khổ. Nhiều người nói anh Hải sao nói chị bậy trên mạng với chị cũng phải. Mà nói là sự thật là thật. Thực tế. Nó nói thực tế thôi, là ở đây là con không có dàn dựng nha. Ở đây là nói thật, là không dựng, nói thật tới trên xã hội hiện nay. Tôi ước ao gì chị phụ nữ được cái điện cô cứu hệ sĩ Minh Hải là tôi rất là vui. Thì nói thẳng như mấy bà con bác Diệp, ước ao gì hả hiểu. Rất là nhiều người. Bây giờ chị báo cái phường xã nào, đồng chí nào nhận đơn, để tôi biết con điện thoại, con cũng dám làm cho chị. Chứ là điện bây giờ làm bậy bạ là cái người mà nó thưa con sao. Chị hiểu cái đề đó chưa? Chị hiểu cái đề đâu? Chị phải hiểu cho con chứ. Bây giờ tôi làm này hay tôi bị chịu bệnh mặt hết này kia, cả đấy hiệp sĩ Quỳnh Hải dàn dựng, nhiều người nói cái gì dựng vừa rồi, cái vụ mà cái bà già đó đố người ta quay cảnh để đấy, hiệp sĩ Quỳnh Hải dàn dựng rất đau khổ. Tôi mà dàn dựng ai, bà con cứ hỏi nha, bà con cứ hỏi ha, tôi mà dàn dựng thì tôi cho 100.000 đô, tôi nói được làm được ha, nó được làm được. Ai đó tôi dàn dựng cái bà đó là nó hẳn gì cho 100.000 đô, chứ bây giờ ở ra cái hiệp sĩ Quỳnh Hải dàn dựng câu like câu view không có. Đây là câu giúp mọi người, giúp mọi đất mọi nơi, tôi không bao giờ thờ ơ mà không bao giờ vô cảm nhìn những người mà bình luận trên mạng ha. Bây giờ hình ảnh tôi bây giờ nè, nó lấy nó đăng lên Facebook Zalo, nó đăng lên rồi nó lừa đảo người dân đó, hiệp sĩ hay lừa đảo người kia ha. Nên mọi người là cảnh giác cái lời này ha. Muốn cái gì điện thoại trực tiếp cho tôi trên mạng xã hội, số loại tôi trên mạng bà con cái điện thoại trực tiếp. Chứ bây giờ tôi không có bao giờ mà nói mãi là mệt lắm rồi. Bây giờ tôi không muốn
gây sự cái chuyện gia đó ha, mình cười hại không chết mà trời hại, trời hại mới mắc vậy thôi, nó hăng rồi vậy. Nói cho mọi người biết, mọi người phải thông cảm cho tôi chứ gì. Một ngày chết hàng trăm người nghe điện thoại riết tôi mà cũng buồn cũng bực, mình bị chết luôn thiệt. Nghe điện thoại mà bị chết, nói cho mọi người hãy hiểu. Chứ giờ rất là đau khổ, một chị lại báo án mà báo không có rõ đầu đuôi thì chị làm sao cô dám làm cho chị. Bây giờ kiếm một ngày được rồi, chị không biết chị báo công an chưa đó. Tại chị chưa báo công an, rồi sau này bắt người, nó bắt người sáng bắt lực này kia. Rất là đau khổ, chị báo cái địa chỉ của chị không có rõ là sao tôi làm được đi. Thì nó hiện chị, tôi cũng giúp cho chị cũng ở xa chị đến đây, tôi giúp cho không báo công an, mà giờ chị không có rõ ràng sao tôi dám làm được rồi. Rồi mấy công cảnh nó bắt một lực rồi đưa hình ảnh ta lên mạng xã hội này kia, ta thưa lên sao? Mấy chị hiểu cho tôi chứ. Anh chỉnh anh ấy rồi. Sao? Em có báo rồi, báo công an rồi. Báo công an ở đâu rồi, chị không biết rồi, không nhớ sao mà làm. Chị nhớ Long Trà, chị Vinh đó. Hãy Vinh Long Trà Vinh nữa. Chị đang ngồi ở đây là ở tỉnh nào? Hiện tại chị đang ngồi ở đây là ở tỉnh nào chị biết không? Chị biết hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ở tỉnh nào không? Ở đây là Bình Dương. Bình Dương biết phải không? Phải Bình Dương không? Dạ. Chắc ăn chưa? Ở Bình Dương. Còn cái người mà lừa chị, lừa tình, lừa bàn chị đó ở đâu? Anh ở phố. Ở phố mà sao ở chỗ nào? Hả? Chị quen chị biết nhà tôi sao biết chỗ nào? Chỗ tấm giấy anh ghi vô đó, ghi công ty tấm giấy anh trên đó. Tấm giấy thì nói không rồi, tấm giấy thử nữa đâu biết. Để cái gì hồi nãy là cái gì bạn bắt đầu, bạn của con trả ở đó rồi. Này chắc phải đi lấy thuốc uống thật rồi. Thì tôi thuốc uống chứ giờ mà sao mà biết chỗ nào mà làm đây chứ. Bây giờ bạn trả là ông đó, là ông chạy xe là bồ của chị phải không? Ông chạy xe của đó là phải bồ chị không? Chưa ôm hả? Dạ. Rồi tôi sau khi ông vô đây ở đâu, xã nào, quận nào để biết làm. Mà bữa đó mày có ông đi không? Không, ảnh ở đây em ở dưới rồi, Còn Long chứ đó. Còn Long á, này ảnh Bình Dương lên trên đây là cháu. Thôi giờ lỡ rồi đi hỏi luôn. Bây giờ chị quen vô đó, quen nó mấy tháng rồi. Hẹn đi gặp là ngày 27 phải không? Dạ, 20. Ngày 20 tháng 7 phải không? Rồi ra khách sạn nào? Chỗ Vinh á. Thở xe khách gì biết không? Hả? Khách xe khách gì? Tấm giấy em để trong đó người ta. Biết rồi, không phải ý là mẹ chỉ có vô khách sạn nó có camera, trong đó có khách sạn có camera, có mình có trích xuất camera được không? Có ngoài trích camera, không có. Công an có trích xuất camera không? Có. Công an có lại trích xuất camera không? Có, chạy mình đưa. Công an có lại không? Công an hả? Có em lên cho công an đưa giấy cho công an. Ấy là chỉ có trích xuất camera đưa công an không? Có, được chứng giấy thì nó lại cái sạn của đó, đó người ta ghi vô. Lại cái sạn của đó, người ta ghi vô đó. Uống thuốc. Tôi hỏi chị luôn. Tôi cũng sợ chị luôn. Lấy thuốc uống thôi. Thì tôi sợ chị luôn, giờ tôi không biết sao, giờ tôi giúp cho chị được. Giúp chị mà chị nói không có rõ. Tôi hỏi là công an có lại chích xương ra, chị nói có cái hỏi không? Chị công an đưa cấp giấy ghi vô. Thế giờ tôi hỏi chị, hãy dùng mấy, hồi đầu mấy người điếc á mà đưa được cái ớt rồi, ăn ớt phải hỏi ăn ấy rồi, cái này cay lắm, hiểu không? Ừ, bố ăn mua là ấy rồi lên báo công an, như ấy đó báo công an rồi công an nó ghi vô hết rồi, đó, rồi. Để ghi nó để chờ ở đây nữa, nó điện thoại. Đó thì ngày mai đó. Rồi bữa hỏi đây công an có điện thoại cho chị không? Chưa điện. Chưa điện luôn hả? Ừ, em nghe rồi báo rồi nó ghi vô gọi chưa? Đó, tôi hỏi vô khách sạn là lúc mấy giờ? Hả? Chưa khách sạn lúc mấy giờ? Chào, 12 giờ trưa hay 12 giờ đêm? 12 giờ trưa. Rồi vô 12 giờ trưa rồi nghỉ đến đến mấy giờ? 6 giờ mới đi. 6 giờ chiều hả? 6 giờ chiều. Rồi bữa đó hai người quấn nhau mấy mấy lần? Con làm một lần. Con làm một sao lâu giờ? Phải ngủ. Ngủ hả? Trời ơi. Lúc mà nghe buồn được. Hiệp sĩ đang đói mà chị không cho ăn, chị cho người khác ăn uống ghê. Rất là đau buồn rồi. Rất là đau rồi. Nói chung là cái người đó là bao nhiêu tuổi? 47. Là chị nhiêu tuổi? 50. 47, 50 là chị giỏi rồi. Chị lớn người đó 3 tuổi mà người đó cũng ăn nổi. Nhân rất là hay. Rất là hay, nói chung là con bác ở đây là anh em người thật.
nói chuyện thật chứ không bao giờ mấy. Mình phải hỏi vô vấn đề, chúng ta anh Hải hỏi chuyện gì mà này kia phải nó còn cả nói này kia không quen mình có gì đâu, mình làm gì phải điều tra cho kỹ mình mới dám làm. Như là bảy bạn bữa đó bắt nó rồi mà bữa đó mình vô mình ăn mấy lần rồi nó là nó ví dụ chỉ nói một lần nó nói hai ba lần là sao hiểu không? 6 giờ đi ăn uống rồi có cái cá có chín màu gì ngủ nữa vâng. Chợ một cái nữa rồi ngủ luôn để chút cái đi về đã nói gì đó tại vô nghỉ một có lần một không như là chưa rồi đi 6 giờ đi ăn đi ăn rồi đi uống nước cà phê một kia cá một kia xong rồi về nhà chợ nữa. Làm lần nữa không? Rồi hai lần. Để chứ bắt rồi nó hỏi mình làm mấy lần kia. Bắt bắt cái bà kia bà cô giáo cho bà nhờ đi rồi qua đường tàu bắt thằng đó. Thằng lấy xe khác bà lấy điện thoại bà. Lấy cho cái hỏi mày ăn ở bà mấy lần. Bà này mới chưa ăn ở lần nào nó có ăn ở 2 lần. Đó, thì cô nó rất là nhiều người. Lại đây là khai không sự thật đó rồi. Hỏi ra mới đúng sự thật, không? Đó thì nói chuyện như vậy ha. Rồi lý do sao nó lấy về năm cái gì chị cho nó cho rõ. Ảnh vô nằm với em 12 giờ cái ảnh đây thì dây, ảnh đây thì dây, em mới nói là anh ủa anh điện mà anh đây thì dây một cục ngẫu. Đánh đưa cho em đeo. Đưa em đeo xong xuôi rồi em mới thì đưa cho em đưa cho anh đeo lại. Sao kìa, ảnh chưa đưa hay là tự ảnh đưa cho chị cái sợi dây này. Đeo cho em luôn. Ảnh đeo đem cho em. Rồi cái sợi dây của em là tự người đó cho lấy hay là sao? Em đưa cầm với nó bảo lấy em đeo. Của em bảo lấy em đeo. Rồi. Nên này cũng khó rồi. Cái này là hiểu. Tại mình đưa cho ta đeo. Có rồi chờ bá. Đó mình đeo. Nè chị thấy mấy bà con của bác thấy cái dây giả nè. Nó nói sợi dây này mấy chỉ, mấy lượng. Nó 2 cây. Nó nói sợi dây này 2 cây nè bà con. Đó. Sợi dây 2 cây mà 2 cây dành thị sĩ. Có 1000 chỉ à. Dành giả nè mọi con thấy không? Đó dàn giả nè, hãy lên đó dàn giả bà con đây. Nè sợi dây con 2 cây nè bà con nè, có chút xíu bằng dây nó bự gần chết, bự gần sợi dây bự này, sợi dây 2 cây nè đó, sợi dây 2 cây nè đó bà con 2 cây, sợi dây này bự hơn sợi dây con có 2 cây nè, đổi luôn rồi đổi không, sợi dây 2 cây nè 49, còn sợi dây của bà này nè, vậy bà đúng là sợi dây này đúng là 3 cây với 2 cây nè, nhưng mà hút 500 thì hút 100 sẽ tìm bằng sắt thôi đó, nên mọi người cảnh giác trong các quan bảy xã hội ha. Đó mọi người hãy chia sẻ giùm mình đi. Rất đau khổ. Đó tụi này giờ ở đâu không biết hả? Không này được hả? Bây giờ mình chơi mình không sợ mưa rơi. Có bên đâu rồi? À rồi. Bà con rất là ơn giúp được tôi gặp rất tụi đâu chia sẻ. Đâu xin hãy sẽ đưa nó ra thoát được. Nhưng mà bây giờ thì chị phải đến công an nơi đó mà không chị báo. Hôm nay là đến tháng 8 rồi. Chị báo là sao chị sao rồi anh em mới giúp làm. Chứ chị lại hỏi rồi chị điện cho tôi. Chứ là công an phường đó xã đó không giúp làm chị chứ giờ con chưa giúp làm được. Ủa bữa hổng đi số hội đó chưa? Hay chút ra tôi làm, bữa hổng thì tao làm giấy, tao làm cho giờ tôi làm cho rõ, tôi bắt luôn, mà chị phải làm cho rõ, tôi dám bắt. Chứ chị báo em chưa, chị nói cho rõ. Chị báo, anh báo rồi, báo công an rồi, báo rồi. Báo công an rồi, chưa? Báo công an rồi luôn. Tại công thợ, tôi cũng rầu mấy bà quá, thì cái bà lại báo gì mà, tại tôi hỏi rồi là cái khác thì mệt lắm thiệt. Đó rất là đau buồn mọi người. Giờ cuối cùng nè, đây là đạo sĩ Hải là làm. Từ 7 giờ đến 10 giờ, giờ 12 giờ 5 phút rồi. Đó, bà con hay chưa ăn uống, sao chưa ăn uống đâu. Vì người dân phục vụ, nó không ăn uống hết, buồn lắm. Đau lắm, lúc sung sướng không điện hiệp sĩ. Đây cô đói lắm rồi, nói chuyện bà con. Đói bụng mà đói kia nữa. Chắc là đói thiệt, bà con không hiểu. Nói chung là bà con phải hiểu cho Hải đi giờ. Hải phải làm này cho bà con biết, cho bà con đừng nói là công like, công view là dựng kịch, dựng mấy này kia. Ở đây làm phải làm cho đàng hoàng. Ai mà nói thiệt chuyện Hải dựng thì dàn dựng thì cứ đem còn chứng ra ha, hãy cho 100.000 đô vậy thôi chứ giờ thì nó bị dàn dựng này kia mệt thiệt là mệt. Vụ qua vì của bà 60 mấy tuổi lấy hàng 30 mấy tuổi đó bà con theo quay đúng người đúng tội không có dàn dựng nữa đó, nên bà con mọi người hãy chia sẻ cho tôi rồi một lần nữa cảm ơn mọi người. Bây giờ chỉ cho tôi ra quay hình ảnh của đối tượng này với chị lên mạng cái mạng xã hội không toàn bộ thông tin chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Đúng như thật. Nếu sai thì em tội. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nha chị. Đúng là anh thì ảnh đó. Em với ảnh đúng không? Dạ đúng, em với ảnh là ở trong nhà chợ. Hình của ảnh là anh quay luôn rồi. Có rồi, đúng không? Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người, hãy đi xem giùm, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.